Như vừa rồi là tôi đã hướng dẫn với các bạn về nhóm công cụ biến dạng đối tượng Free Transform, biến dạng kiểu tự do. Thì ở đây bên cạnh công cụ này, chúng ta cũng có một công cụ làm biến dạng đối tượng khác, đó chính là nhóm công cụ WizTool. Ở bên trong cái công cụ WizTool này, công cụ đầu tiên là công cụ làm biến dạng về nét. Bên dưới nó có rất nhiều các cái công cụ làm biến dạng về hình khác ở bên trong này. Thì tôi sẽ giới thiệu lần lượt với các bạn chức năng của các cái công cụ này. Trong nhóm này chúng ta có 8 công cụ làm biến dạng các đối tượng. Các bạn có thể click vào mũi tên bên phải này để lấy các cái nhóm công cụ ra, chúng ta dễ thao tác hơn. Công cụ số 1 đó là công cụ WizTool, dùng để điều chỉnh độ dày mỏng của đường nét bằng thao tác click chuột và kéo ra để làm dày, hoặc là kéo vào để làm mỏng. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một hình bất kỳ bằng hình tròn như này chẳng hạn. Tôi sẽ để cái độ dày của đường viền đổi màu. Tôi sẽ để màu vàng cho nó rõ hơn. Hiện tại trong bảng chóp của tôi nó đang hiển thị rằng đường nét của tôi dày một khoanh. Và tôi sẽ không tăng độ dày bằng cách thay đổi kích thước ở trong bảng chóp này, mà tôi sẽ sử dụng công cụ WizTool, chính tắt là ShiftW. Tôi có thể dùng công cụ WizTool để thay đổi độ dày của đường viền của đối tượng. Để thao tác được thì chúng ta click vào đường path này, chúng ta chọn công cụ WizTool, sau đó chúng ta sẽ click vào đường path này và kéo ra để làm dày, hoặc là đẩy vào để thu hẹp làm mỏng cái độ dày của đường viền. Chúng ta có thể thao tác đồng thời nhiều lần trên cùng một đường path, có thể kích to thu nhỏ ở các cái vị trí khác nhau của đối tượng làm biến dạng cái đường path này. Thay vì nó là một đường path đều đặn thì nó trở thành một cái đường path dày mỏng khác nhau, lối lõm khác nhau, ví dụ như này chẳng hạn. Và đối với cái đường path như thế này, nếu như chúng ta muốn xóa bỏ cái thao tác tạo độ dày trước đó chúng ta đã làm, thì chúng ta sẽ có thể click vào các cái điểm chúng ta đã tạo ở trên đường path đó và chúng ta bấm delete, thì lập tức là các cái thao tác làm biến dạng ban đầu của chúng ta nó sẽ xóa đi và nó trở về trạng thái bình thường, trở về trạng thái gốc ban đầu. Tiếp theo, công cụ số 2 trong nhóm biến dạng đối tượng này đó là công cụ WarpTool, tiếng tắt là Shifter. Công cụ này có tác dụng đó là để nặn đối tượng theo chiều di chuyển của con trỏ chuột. Chúng ta tưởng tượng như đối tượng này đang làm bằng đất sét vậy. Với công cụ này thì các bạn sẽ thấy kích thước của nó hiện tại nó đang khá to, nghĩa là đó chính là cái vòng tròn bên ngoài cái đối tượng như này. Bởi vì đối tượng của tôi khá là nhỏ cho nên tôi muốn thu nhỏ lại, thì tôi có thể click vào, click đúp vào công cụ WarpTool này, sau đó tôi thay đổi kích thước ở trong phần width và height, nghĩa là chiều cao và chiều rộng của công cụ biến dạng này. Và tôi có thể sử dụng một số các cái kích cỡ có sẵn ở bên trong hộp thoại này, hoặc là tôi có thể gõ trực tiếp cái kích thước mà tôi muốn, to nhỏ mà tôi muốn. Sau đấy là tôi click OK. Và như vậy là công cụ của tôi đã thu nhỏ hơn và tôi có thể làm biến dạng đối tượng tùy ý tôi muốn. Có thể đẩy ra để làm lớn, hoặc là đẩy vào để làm biến dạng vào trong, tưởng tượng như đối tượng của chúng ta đang làm bằng đất sét. Tiếp theo, công cụ số 3 đó là công cụ Twin Tool. Công cụ Twin Tool này có chức năng đó là làm biến dạng theo kiểu dạng xoáy. Ví dụ bây giờ tôi có một hình ngôi sao, sau đó tôi click vào công cụ Twin Tool và tôi click vào đối tượng, lập tức các bạn sẽ thấy hình của chúng ta biến dạng theo kiểu xoáy tròn, giống như là lốc xoáy vậy, ví dụ như này. Độ mạnh yếu của hiệu ứng này nó phụ thuộc vào việc các bạn click và giữ chuột có lâu hay không. Ví dụ tôi click lâu thì đối tượng chúng ta biến dạng rất nhiều, nhưng nếu như tôi chỉ click rất nhẹ, nháy một cái chẳng hạn, thì đối tượng chúng ta biến dạng ít hơn. Và cái đối tượng này nó sẽ biến dạng theo kiểu tự do, nghĩa là cái đôi khi cái độ xoáy này của chúng ta là sẽ biến dạng theo kiểu không kiểm soát được. Chúng ta không thể định trước được rằng cái hình của chúng ta sẽ phải như thế nào, mà cái các cái điểm của đường path này nó sẽ biến dạng theo kiểu tự do. Tuy nhiên đối với công cụ Twin Tool này thì chúng ta cũng có thể thay đổi một chút bằng cách đó là click đúp vào công cụ, nó sẽ xuất hiện lên hộp thoại Twin Tool Option. Ở bên trong đây chúng ta có thể thay đổi width và height, đó là chiều cao và chiều rộng của kích thước công cụ, tương tự như vừa nãy tôi đã làm với công cụ số 2, đó là công cụ nặng WarpTool, để làm cho công cụ chúng ta to ra hoặc là bé đi phù hợp với kích thước của đối tượng. Còn cái này Angle là góc xoay. Đây, cái này phần intensity, cái đây chính là hiệu quả xoáy của đối tượng, nghĩa là nó nhanh hoặc chậm.
các bạn chọn số kích thước càng cao thì cái độ biến dạng của đối tượng nó càng nhanh, còn nếu như các bạn chọn các cái số càng thấp thì độ biến dạng của đối tượng càng chậm. Trung bình của nó mặc định thường là 50%, còn nếu như chúng ta muốn nhanh hơn chúng ta có thể đặt cao hơn. Tiếp theo bên dưới này của chúng ta, twin rate, đó chính là nếu như chúng ta để thông số dương, nghĩa là hình của chúng ta sẽ xoay sang trái, còn nếu chúng ta để thông số âm, hình của chúng ta sẽ xoay sang phải. Xoay sang phải theo chiều hiện tại các bạn đang nhìn đây nhé. Dù đây là bên phải, còn bên trái chính là bên này. Và sau khi lựa chọn thì chúng ta sẽ click OK, lựa chọn theo cái thông số chúng ta muốn chẳng hạn. Chúng ta click OK và các bạn sẽ sử dụng công cụ để làm biến dạng đối tượng như thế này. Ví dụ như là tôi sẽ tạo ra một hình ngôi sao làm ví dụ cho các bạn. Tôi sẽ tăng số lượng cánh lên, giữ shift để giữ control để làm cho cánh nhọn nó dài ra hơn một chút nữa, chúng ta nhìn sẽ dễ hơn. Bây giờ hình của tôi như này thì với kích thước là 20 pin thì nó hơi nhỏ, tôi có thể tăng lên làm 40 pin để cho cái kích thước của công cụ chúng ta nó sẽ rõ hơn. Chúng ta sẽ để chế độ mặc định đó là 50, nghĩa là độ biến dạng nhanh vừa phải. Twin rate hiện tại thông số dương là nó xoay sang trái, bây giờ tôi sẽ thử thay đổi đó là âm 50, nó xoay sang phải. OK, sau đó tôi sẽ sử dụng công cụ như này, các bạn sẽ thấy hình chúng ta độ xoáy nó xoáy sang phải, các bạn sẽ thấy tôi sẽ click nhẹ thôi đó, click thật nhẹ để chúng ta sẽ thấy được cái độ biến dạng của nó như này. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn công cụ số 4 trong nhóm biến dạng đối tượng, đó là Pocket Tool. Pocket Tool đó là công cụ làm zoom hoặc làm xẹp đối tượng. Bây giờ có một đối tượng như này, chúng ta sẽ làm xẹp hoặc làm zoom. Khi sử dụng công cụ này thì đối tượng của chúng ta sẽ bị giống như kiểu bị ăn mòn bớt ấy, làm zoom và làm xẹp đối tượng này lại, nó tiêu bớt đi. Nó khác công cụ đất nặn các bạn nhé. Với công cụ Warp Tool thì đường path vẫn nguyên, nó chỉ là bóp méo vào trong. Còn đối với công cụ Pocket Tool này, làm móp đối tượng này thì nó lại làm biến dạng tiêu rất nhanh. Hình của chúng ta sẽ tiêu bớt các cái điểm, đường path của chúng ta sẽ tiêu trừ bớt các điểm ở trên đường path và làm đối tượng biến mất, thậm chí không còn, ví dụ như này đó. Tiếp theo công cụ Brush Tool làm phồng đối tượng, phồng hoặc lõm đối tượng. Thì với công cụ như thế này, tôi có thể làm phồng đối tượng như thế này đó. Khi click vào một vị trí bất kỳ trên đối tượng thì nó sẽ làm lõm đó. Nếu như các bạn click lệch ra ngoài, công cụ chúng ta lệch ra ngoài hơn so với đối tượng thì nó sẽ làm lõm. Nhưng chúng ta click đối vào đối tượng nhưng công cụ ở phía sâu bên trong đối tượng hơn thì nó sẽ làm phồng đối tượng ra. Đây chính là chức năng của công cụ Warp Tool. Ứng dụng của chúng, ví dụ như bây giờ tôi có một hình ellipse, tôi muốn làm phồng một đầu, tôi sẽ sử dụng công cụ này. Ví dụ như này, đây tôi sẽ làm phồng đối tượng ra và sau đó tôi sẽ sử dụng lệnh rotate kết hợp với lệnh sao chép để tôi có thể tạo ra nhiều đối tượng, ví dụ như này chẳng hạn. Đã. Ví dụ như này là tôi đã kết hợp cái lệnh rotate copy cùng với công cụ Brush Tool để làm phồng đối tượng. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn công cụ Scallop Tool. Công cụ này có chức năng đó là thêm chi tiết dạng tròn vào các đường path của đối tượng. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một đối tượng bất kỳ. Sau đó tôi sử dụng công cụ, sau đó tôi sẽ click vào đường path. Các bạn sẽ thấy là đối tượng của tôi sẽ lập tức là biến dạng bằng cách đó là thêm các chi tiết. Nó có giống như các đường cong, thêm một số các cái chi tiết vào bên trong đối tượng như này. Đây chẳng hạn. Tiếp theo công cụ số 7 đó là công cụ Crystallize Tool, nghĩa là công cụ dùng để biến dạng và thêm các chi tiết dạng nhọn vào đường path của đối tượng.
dụ bây giờ chúng ta có một hình tròn căng như thế này. Tôi sẽ sử dụng công cụ số 7, công cụ Crystallize Tool, để dùng để thêm các chi tiết dạng nhỏ bé ra của đối tượng, bé ra của đường path vào trong đối tượng này. Ví dụ như này chẳng hạn. Tương tự như các công cụ khác, chúng ta cũng có thể click đúp vào công cụ để chúng ta vào bảng option của nó. Sau đấy chúng ta thay đổi các cái thông số ở trong đây để tăng giảm kích thước của cái công cụ. Hoặc là chúng ta thay đổi cái góc xoay, hoặc là thay đổi cái độ mạnh yếu của hiệu ứng biến dạng đó, vân vân. Hoặc là chúng ta cũng có thể tăng giảm cái độ, cái số lượng té tròn bên trong cái đối tượng này. Thì tùy vào chúng ta muốn, nghĩa là chúng ta có thể tăng giảm, ví dụ bây giờ tôi chọn là 5 chẳng hạn. Thì lập tức là đối tượng của tôi sẽ thêm nhiều các cái đường biến dạng hơn, nghĩa là thêm nhiều cái sự biến dạng té tròn hơn. Còn nếu như tôi chọn cái thông số ít, như vừa rồi đầu tiên của chúng ta là 2 chẳng hạn, thì cái số lượng các cái tia tóe ra nó sẽ ít hơn. Ok. Công cụ cuối cùng trong nhóm này đó chính là công cụ Ring Tool, là dùng để tạo nếp nhăn cho đối tượng. Ví dụ bây giờ tôi có một cái đối tượng bất kỳ, sau đó tôi sử dụng công cụ này để tạo nếp nhăn giống như sóng âm ấy. Các bạn tưởng tượng nó như sóng âm. Đây này, các bạn thấy không đó. Các bạn click càng lâu thì cái đối tượng đấy nó càng biến dạng, tạo các nếp nhăn, tạo sự biến dạng tự do cho đối tượng như này. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong với các bạn chức năng của các cái công cụ bên trong bảng Quick Tool dùng để làm biến dạng các đối tượng cách tự do, và chúng ta có thể ứng dụng chúng trong các nhiều trường hợp khác nhau. Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn với các bạn ở những bài sau, là các ví dụ ứng dụng trong các bài tập cụ thể. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần này. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.